Thì đây chính là bữa cơm buổi trưa của gia đình mình với các món ăn. Như thế này đã đủ chất dinh dưỡng chưa các bạn? Cho một ngày làm việc của các bạn, cho cả gia đình, từ người nhỏ đến người lớn. Chúng ta ăn mức độ vừa phải như này thôi các bạn nhé. Ăn nhiều mập, ăn ít thì thiếu chất, suy dinh dưỡng. Ăn cứ mỗi bữa thay đổi khẩu vị như thế này, vừa đủ như này thì cơ thể khỏe mạnh, không bị thừa cân, không bị tăng cân, không lo phải giảm cân, không lo tiểu đường, huyết áp. Chúc cả nhà ngon miệng nhé. Xin chào các bạn, bà xã Yêu Châu xin chào các bạn. Mời chúng ta lại vào bếp với những cái nguyên liệu mà sẵn có ở gia đình đấy các bạn. Một đĩa cá thu cắt lát sẵn rồi các bạn này. Cá thu này mình sẽ chiên sơ lên và sốt cà chua. Đây, cà chua bi đây các bạn. Cà chua vườn nhà. Có gừng này, hành này, hành tím này, tỏi, ớt và hành lá. Bên này là đũa, này, hái trong vườn nhà này, quả dài quả ngắn tí nữa luộc hết lên các bạn. Và đây là bốn quả trứng vịt, lên nữa các bạn này, mình sẽ nấu món trứng vịt kho xì dầu. Đấy, hành mình cũng thái lát ra này. Phi cho nó thơm các bạn. Cái củ hành nó to, thái một củ là đủ rồi, rất là to này. Nấu ăn ấy thì cứ tiện gia đình, nấu theo cái khẩu vị của mỗi gia đình và sự sáng tạo của mỗi gia đình, mỗi người các bạn ạ. Thì mình cũng quay cái cuộc sống hàng ngày của gia đình mình, nấu ăn hàng ngày, cuộc sống dân dã thường ngày của gia đình. Đấy. Đúng sao mình vừa miệng của mọi người trong gia đình là được. Đấy, còn cái riêng cái hành này mình cũng thái ra, chia đôi ra một nửa, mình thái nhỏ một nửa, mình để dài dài. Đó, thái nhỏ nhỏ này ra. Để tí nữa cho vào cái trứng ngâm xì dầu ấy các bạn. Gọi là món trứng xì dầu của mình. Tại vì ăn nhiều trứng quá cũng không có tốt, nên mình nấu giới hạn thì mình sẽ bớt ăn nhiều. Bác sĩ bảo mình mà mỡ máu á là một tuần chỉ được ăn hai quả trứng thôi. Thế nên là mình nấu giới hạn thôi, cả nhà mình cả tuần nay á thì cả nhà mình ba người, hôm nay mình nấu bốn quả, hai vợ chồng già thì mỗi người chỉ được ăn một quả thôi. Ăn vừa đủ bữa nó như vậy nó ngon các bạn. Cho vào đây thì tí nữa cho sẵn vào nó dễ. Còn cái này thì mình cắt cái dọc nó dài dài ra một chút. Đấy, để tí nữa mình tô điểm cho nó đẹp. Xong phần gia vị rồi đấy các bạn. Còn cái ớt này mình thích ăn cay thì mình cho nhiều, không cay thì cho ít. Thế là xong phần gia vị rồi đấy các bạn. Và bây giờ nấu thôi. Nước sôi rồi các bạn ơi. Mình cho đỗ vào, mình luộc đỗ này. Đấy, có ba người mà đỗ như này là nhiều đấy các bạn, không phải ít đâu. Mình nói rồi, nhìn đỗ nhà mình là đỗ nhà nên là nó ngọt lắm, mình không có cho bột ngọt hay đường gì nữa đâu các bạn. Đậy vung vào luộc lên thôi. Đấy,
Ôi mình mở ra này luộc đi. Nó chín mình vớt ra thôi. Ồ, đỗ sôi rồi các bạn lật qua nữa là được thôi. Luộc đỗ nhanh là để cho nó khỏi mất vitamin các bạn nhé. Nó vừa chín đến thì ăn mới ngon. Chứ nếu nấu luộc sôi lâu quá thì cái lượng vitamin trong đỗ nó bị bay hơi rất là nhiều. Cho nên mình luộc vừa chín đến mình ăn cho ngon. Trong đỗ này thì có rất nhiều các loại vitamin cho sức khỏe, đặc biệt là chất xơ này, vitamin C này, rất là tốt. Mùa xanh gì các bạn thấy không? Đỗ vườn nhà hái vào nó tươi, nó non, nó xanh. Mình rất là thích. Mình bắt cái nồi lên để mình nấu món trứng kho xì dầu. Đúng ra là trứng kho xì dầu bởi vì món này mình sẽ nấu bằng xì dầu các bạn ạ. Cho một chút dầu ăn vào. Sau đó mình cho vào đây một ít hành chiên lên. Xì dầu đây các bạn. Mình cho xì dầu vào. Mình cứ án cái lượng xì dầu nó đủ ăn cho gia đình mình á, cho 3-4 quả trứng á. Cho một muỗng cái nước luộc rau lúc nãy vào các bạn. Xì dầu sôi rồi mình cho trứng vào các bạn. Trứng mình cứ cắt đôi như này các bạn này. Đấy, thành trứng kho xì dầu đấy các bạn. Nhỏ lửa thôi. Mình cho vài nhánh gừng, một ít lát gừng vào cho nó thơm các bạn. Gừng đấy. Và chảy ớt này vào nữa các bạn. Sau đó mình cho ít hành vào. Rồi, xong món trứng kho xì dầu rồi các bạn. Tí mình cho ra dĩa thôi. Món trứng xì dầu này thì nấu nhanh lắm. Đó, mình đã có một đĩa trứng kho xì dầu rồi các bạn ơi, ăn trong bữa trưa hôm nay rồi. Mình ăn trứng mình vừa ăn thêm xì dầu nữa. Đó là món trứng kho xì dầu của mình. Mình bắt đầu chiên cá nhé các bạn. Cái này thì ngon lắm các bạn. Vừa này thôi các bạn. Đấy, cá chiên sơ sơ thôi các bạn. Nên là mình lật mặt kia lên thế này. Đấy, vàng vàng như thế này là được rồi các bạn. Ăn được đuôi cá thì xong mình ăn mình thấy ngon vô cùng luôn. Cá thu được rồi thì bắt đầu mình gắp ra đĩa các bạn. Cho cá vào dĩa thôi các bạn. Để đây để nấu tiếp. Cá kho này các bạn này, tận dụng cái chảo lúc nãy. Dầu sôi rồi. Mình cho vào đây tỏi này. Cả gừng nữa các bạn ạ, gừng này. Gừng thái sợi, hành này. Bạn nào có xả thì nấu xả nhưng mà mình thì hay nấu gừng. Đi hết lên cho thơm. Cho một chút hành lá và nữa khi cho thơm cho nó xanh rõ đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Bắt mắt chưa? Cho hết cà chua vào, chua chua ngọt ngọt cho nó ngon. Nhà mình ăn cà chua thì nhiều lắm.
Cà chua thì vừa nhiều chất bổ, giàu dinh dưỡng, cho nên là mẹ cà chua sạch nhà mình nên là ăn chứ. Đó, các bạn nhìn thích không? Nửa muỗng muối thôi các bạn. Nửa muỗng đường. Cái ớt ở đấy các bạn, ớt này, ớt với cà chua giống nhau hết à. Mình sẽ dằm ra một số trái cà chua thôi. Trái này chín nhiều thì mình dằm ra, còn đâu mình để nguyên trái. Nó đẹp. Cho vào một ít nước mắm các bạn. Cho vào đây nước sôi để các bạn này. Hai muỗng nước sôi. Sôi đẹp như này rồi, bắt đầu mình cho cá rồi các bạn ơi. Cho cái cá, cho cá thu lúc nãy chiên vào. Đấy, các bạn lấy cái muỗng này, các bạn tưới lên những cái miếng cá này. Đấy, cho cà chua lên. Ui, cá mà đậm vị cà chua ngon lắm các bạn. Các bạn thấy chưa? Đẹp không? Ngon không? Hấp dẫn chưa? Như thế này á thì các em nhỏ không có chê đâu. Nhìn cái dĩa sốt cà chua đẹp đẹp bắt mắt như thế này là không có em bé nào chê hết á. Dễ ăn mà ngon lắm các bạn. Cá thu lại nhiều chất bổ nữa, nên là thỉnh thoảng mình kho cá thu này cho cả nhà mình ăn. Gia đình nào có trẻ con hoặc người già chúng ta cũng nấu cá thu thì rất nhiều lớp hành lên trên này. Đấy, cá nó kho kho keo keo kẹo kẹo rồi đấy các bạn. Rác một lớp hành lên đây. Bắt mắt chưa cả nhà? Ngon không? Cá thu sốt cà ngon chưa các bạn? Thơm lắm, thơm mùi gừng, thơm mùi tỏi, thơm mùi cà chua nữa cơ. Rồi hành nữa. Tổng hợp các mùi thơm. Không có vị tanh của cá nữa đâu các bạn. Ngon lắm. Và bây giờ xong rồi. Sau khi được 10 phút rồi thì chúng ta bắt đầu tắt bếp. Và bây giờ chỉ việc bày ra đĩa là ăn thôi các bạn. Thì đây chính là bữa cơm buổi trưa của gia đình mình với các món ăn rất là ngon và bắt mắt các bạn ạ. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình nhà mình nhá. Đây món trứng kho xì dầu, nước canh này các bạn này. Và đây là đĩa cá thu kho cà. Cá thu kho cà đây. Và cuối cùng là một đĩa đỗ. Như thế này đã đủ chất dinh dưỡng. Như thế này đã đủ chất dinh dưỡng chưa các bạn? Cho một ngày làm việc của các bạn, cho cả gia đình, từ người nhỏ đến người lớn. Chúng ta ăn mức độ vừa phải như này thôi các bạn nhé. Ăn nhiều nó mập, ăn ít thì thiếu chất, suy dinh dưỡng. Ăn cứ mỗi bữa thay đổi khẩu vị như thế này, vừa đủ như thế này thì cơ thể khỏe mạnh, không bị thừa cân, không bị tăng cân, không lo phải giảm cân, không lo tiểu đường, huyết áp. Chúc cả nhà ngon miệng nhé. Bà xã Hưu Châu xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.